Đó, cửa trái vậy là. Mở cửa ra đi. Đó, vô đó, mở cửa ra. Mở ban vào. Đây là phở Hòa. Phở Hòa. You order right here. You order right here. Cho order để lát nữa quay lại lấy được không? 4 cái bún bò Huế, 2 cái cà phê sữa đá. Là 54 đồng 12 xu. Ủa, cái mà nó nói chặt 3 mấy% rồi, 3.67% gì đó. Hồi xưa có cái này mà nó nói là chặt hết rồi. Tại sao vậy, đổi rồi hả? Đổi mới trình POZ rồi hả? Cái hồi trước là cây tới chẹt, bây giờ đổi công ty rồi nên giờ chỉ lấy visa MasterCard thôi. Ồ, vậy hả? Ồ. Cho xin receipt nha, ta bé. Thank you. Anh nó quay lại ha. Đang bên chú Sơn á, chỗ Nail Supply. Okay, let me see. Today, September 2011. Yeah, I got this. Yeah, let's go. Bella với ba vừa đi... That's dirty, huh? So here là phở Hòa đây. Vừa vô phở Hòa order 4 cái bún bò Huế về cho Bella ăn. Bella ăn nổi không? 4 cái lận á. What you think? Hả Bella? Giờ mình ghé ngang Nail Supply ha. Bella ha. Nail Supply. Skyline Nail Supply. Của anh Sơn và chị Vân. Skyline Nail Supply. Cần thợ nail. Cần thợ nail 4/25, tức là cận đời mới có mấy ngày à? Nail plus, mini plus rồi hả? Ben. Cần thợ nail đó là vui lòng xin lạc. Angel, ok, chị Angel. Wow, 414 ở đâu vậy ta? Không biết nữa. Đây là mini plus đó các bạn. Mini plus Minnesota. Tôi đang ở đường, đường này đường 25. Đường 25 ấy, đường đó là đường Nicklet, còn đây là đường đằng sau là đường Blaisdell, ok. Đó. Nên đây mua nail, tại hôm nay đi làm xong rồi cho nên đây mua nail supply, tức là dụng cụ và những cái đồ cần cho làm nail đó mà.